Mission Impossible, chuỗi phim hành động đỉnh cao nhất lịch sử. Không có cố luật nào đâu. Lời này là mình khen thật. Hiếm có chuỗi phim nào không chỉ giữ được chất lượng mà còn tăng lên qua từng phần như Mission Impossible. Hãy cứ thử nhìn James Bond, John Wick hay thậm chí là Indiana Jones, thì không có chuỗi phim nào thực sự tạo ra được sự tăng tiến mà hầu hết đều không thể vượt qua cái bóng quá lớn của những phần đầu tiên hoặc là trồi sụt lên xuống. Nên không phải tự dưng mà chuỗi phim này duy trì được sức hút lâu như vậy. Ôi dào ôi, sức hút là của Tom Cruise rồi. Ừ thì cũng đúng mà. Rõ ràng sức hút một phần hoặc là nhiều phần đến từ Tom Cruise. Nhưng nếu nhìn lại quá trình phát triển của Mission Impossible thì bạn sẽ hiểu chuỗi phim này không chỉ có mỗi Tom Cruise. Cùng mình sơ lược lại quá trình đó và tìm hiểu xem vì sao Mission Impossible lại thành công đến như thế. Và bắt đầu nhé. Thời điểm trước khi Mission Impossible ra mắt, Tom Cruise không phải là một cái tên có nhiều sức hút như bây giờ. Người ta chỉ biết đến Tom qua những vai diễn mang đến nhiều cảm xúc, một chàng diễn viên điển trai và diễn giỏi, thế thôi. Nhưng với tính cách của Tom thì chắc chắn rồi, anh ấy muốn mình làm được nhiều hơn như vậy. Và thế là Cruise Walker Production được thành lập bởi Tom và người quản lý của mình. Họ nhanh chóng hợp tác được với Paramount Pictures và cho ra mắt phần Mission Impossible đầu tiên vào năm 1996, được đạo diễn bởi Brian De Palma và đạt được thành tích nhất định trên mặt trận thương mại. Mặc dù không được đánh giá quá cao, nhưng đây chắc chắn là một trong những phần phim đáng nhớ nhất của chuỗi phim này. Cái cảnh thả người sát mặt đất của Tom Cruise viral trên mọi mặt trận. Nhưng hơn hết, đây là một tiền đề để biến Tom Cruise thành một ngôi sao hành động như ngày hôm nay. Mission Impossible 2 ra mắt 4 năm sau đó, với một đạo diễn mới là John Woo. Mặc dù thành công ở doanh thu phòng vé với những thay đổi đột phá, nhưng đây là phần phim nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau nhất. Và sau đó, Tom Cruise cùng những người cộng sự đã phải soi xét lại. Chính vì thế mà đến tận 6 năm sau, công chúng mới được thưởng thức phần thứ 3 của franchise hành động này, và lại là một đạo diễn khác là J.J. Abrams. Phần thứ 3 là bước khởi sắc đầu tiên khi bắt đầu nhận được những đánh giá tích cực từ cả khán giả và giới chuyên môn. Bộ phim đã đưa đến được một Ethan Hunt có thật hơn. Thế trước giờ Ethan Hunt không có thật à? Thì đến giờ cũng có thật đâu. Người ta là nhân vật trong phim à? Nào, nào. Ý có thật ở đây ý là có thật đi. Kiểu Ethan Hunt có thể xuất hiện ở thực tế. Thôi, thì hiểu đơn giản là ở phần này, Ethan Hunt đã không còn có một mình nữa mà có đồng đội. Anh có những khuyết điểm, có yếu đuối và không còn ảo như hai phần phim trước nữa. Nhưng điều thực sự biến bộ phim này thành một sản phẩm tốt thì phải kể đến việc phim đã đưa đến một trong những nhân vật phản diện ấn tượng nhất lịch sử điện ảnh. Philip Seymour Hoffman diễn đỉnh đéo chịu được. Riêng phần này thì mình xin phép cho anh Tom ra rìa, dù anh Tom làm vẫn rất tốt. Còn Hoffman đỉnh thế nào thì chắc sẽ phải có một video riêng cho những nhân vật xuất sắc như thế. Và sau khoảng thời gian đó, khán giả lại phải đợi thêm một thời gian dài cho phần tiếp theo. Có lẽ là vì một số bê bối của Tom Cruise vào thời kỳ đó. Và đây cũng là giai đoạn mà anh chia tay với người quản lý, cũng là người đồng hành của mình là Paula Walker. Và Cruise Walker Production cũng sập vào thời điểm này. Đến tận 5 năm sau phần thứ 3, Mission Impossible 4 mới được ra mắt và không còn được đạo diễn bởi Abrams nữa, mà là Brad Bird. Còn Abrams thì lui về làm sản xuất. Thành công của phần trước cũng như sau thời gian dài làm phim, Tom Cruise và đội ngũ của mình cũng đã hiểu được khán giả cần gì, nên phần 4 thành công là điều dễ hiểu. Phần tiếp theo ra mắt với sự cầm trịch của Christopher McQuarrie. Lại thay đạo diễn à? Còn nhiều hơn cả số người yêu cũ của tôi rồi đấy. Thì làm gì có người yêu cũ đâu mà chả nhiều hơn. Mày câm mồm đi. Thôi thôi, đây là đạo diễn cuối cùng rồi. Hoặc ít nhất bây giờ là như thế. Những phần 5, 6 thì mình sẽ chẳng đánh giá thêm gì về chất lượng đâu. Để có thể thấy rõ sự thăng cấp thì chỉ cần nhìn đánh giá của các phần phim trên các chuyên trang thì các bạn có thể hiểu được. Vậy thì điều gì đã khiến cho franchise này thành công đến thế? Đầu tiên chắc chắn phải kể đến sự cầu tiến của đội ngũ sản xuất, luôn tiếp nhận mọi ý kiến và đánh giá từ khán giả, sẵn sàng chấp nhận những thay đổi để mỗi một phần phim là một sự khác biệt. Chẳng tự dưng mà chuỗi phim này phải qua tay tận 4 đạo diễn để rồi mới dừng hoặc là tạm dừng ở Christopher McQuarrie. Tiếp đến, chắc chắn phải kể đến Tom Cruise.
Nhắc đến thành công của Mission Impossible mà không nhắc đến công sức của Tom Cruise là quá thiếu sót. Không chỉ trong quá trình sản xuất, Tom Cruise còn thể hiện mình là một diễn viên tài hoa, diễn viên hiếm hoi không cần diễn viên đóng thế trong các cảnh hành động. Đu dây này. Leo ra bên ngoài mặt kính của tòa nhà cao nhất thế giới này. Đu trực thăng. Di chuyển trên máy bay đang di động. Và đây mới đúng là Mission Impossible ngoài đời thực. Chính vì vậy, khi xem phim, khán giả luôn cảm thấy rất thật. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho chúng ta không còn được nhìn thấy Tom Cruise ở trên màn ảnh nữa. Mission Impossible vẫn luôn là một bông hoa lạ rực rỡ giữa những bộ phim tràn ngập CGI trên thị trường ngày nay. Và tất nhiên, không chỉ có mỗi hành động, về mặt diễn xuất, Tom Cruise cũng chứng minh được xuất thân diễn viên thực lực của mình. Thôi, chắc chả cần nói thêm về năng lực của Tom đâu. Không chỉ mỗi Tom, các diễn viên ở trong Mission Impossible hầu hết đều là các diễn viên thực lực và trong một vài trường hợp, họ còn tỏa sáng hơn cả nhân vật chính. Chắc là trong một vài phân cảnh thôi. Về tổng thể, Mission Impossible xứng đáng được vinh danh là chuỗi phim hành động hay nhất lịch sử khi giữ được chất lượng và thăng cấp sau mỗi phần phim. Chính vì lẽ đó mà mình sẽ càng mong chờ hơn phần tiếp theo của Mission Impossible được ra mắt vào ngày 14 tháng 7. Liệu phim sẽ làm gì để duy trì sự tiến tiến của các phần trước hay sẽ trở thành thất bại đầu tiên? Các bạn có muốn chúng mình lên video đánh giá về phần phim này không? Quan điểm của các bạn thế nào về Mission Impossible hay là về Tom Cruise thì cho chúng mình biết ở dưới comment với nha. Nếu như các bạn thấy video này thú vị thì hãy thả một like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì bye bye!